Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử Vũ Minh Lâm là ai. Đời tư TikToker xe lăn vlog đang gây bão. Vũ Minh Lâm sinh năm 1995, quê ở Thanh Hóa, chàng trai bị teo tủy đốt sống cổ, liệt hai chân vượt qua nghịch cảnh trở thành TikToker nổi tiếng đã khiến không ít người nể phục. TikToker Minh Lâm vốn là người bình thường, song sự cố trên đường năm 3 tuổi đã khiến anh bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn. Nhiều lần muốn buông xuôi, mặc cho số phận nhưng chính gia đình và người yêu đã là động lực để anh vực dậy. Minh Lâm hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Anh hiện sở hữu kênh TikTok xe lăn vlog hơn 255.000 lượt theo dõi. Trên trang cá nhân, Lâm thường xuyên chia sẻ video về cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường của anh và bạn gái lâu năm, truyền cảm hứng và nghị lực sống đến cộng đồng. Mới đây, Minh Lâm đăng tải bài viết trên trang cá nhân cho biết mình và bạn gái đã bị từ chối phục vụ, đồng thời phải nhận những lời khá khó ngay từ chủ quán phở vì ngồi xe lăn khiến CDM xôn xao. Bạn gái, người yêu TikToker, xe lăn vlog là ai? Đồng hành cùng Minh Lâm trong suốt thời gian dài là bạn gái Ngọc Ly, vừa là tình yêu, vừa là động lực để anh không ngừng cố gắng. Trên kênh TikTok của mình, chàng trai gốc Thanh Hóa từng chia sẻ một đoạn clip thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc đến cô gái quan trọng của cuộc đời mình. Mở đầu đoạn clip, Minh Lâm nói rằng nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau nữa nhé. Chờ anh gom đủ may mắn của 9 kiếp rồi mới quay lại tìm em. Có lẽ chàng trai này chưa từng quên nỗi đau về khiếm khuyết trên cơ thể mình và luôn ý thức những hạn chế mà chúng mang lại nên vừa thấy biết ơn, vừa xót xa cho người bạn gái đã bên cạnh sẻ chia và giúp đỡ anh mọi việc trong cuộc sống. Anh nói tiếp, anh sẽ cõng, sẽ bế em đi trên tất cả con đường đẹp nhất. Anh sẽ mua nhà, mua xe rồi mới gặp và yêu em. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Chàng trai nào cũng mong muốn có thể chở che, bao bọc người con gái mình yêu và Minh Lâm cũng vậy. Anh muốn người thương được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, không phải cùng mình nằm gai nếm mật, đối diện với nhiều khó khăn, rào cản để có thể đến được với nhau. Cuối cùng, chàng trai Thanh Hóa viết, còn kiếp này, từng giọt nước mắt của em anh đều ghi nhớ thật kỹ. Cảm ơn em vì ngày đó đã từ bỏ cuộc sống sung túc để đồng hành cùng anh. Thật không dễ để tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng cả Minh Lâm và bạn gái Ngọc Ly đã tìm thấy nhau, dành cho nhau sự tín nhiệm, sẻ chia và yêu thương suốt những tháng ngày qua. Hành trình mà hai người đã trải qua giá trị đến nhường nào, vượt qua các thử thách chính là minh chứng cho tình yêu bền đẹp của họ. Minh Lâm từ trước đến giờ luôn không muốn nói sâu về chuyện tình cảm của mình nhưng cũng không hề che giấu sự biết ơn, hạnh phúc vì có Ngọc Ly bên cạnh. Nhìn qua Ly, mình thấy phải cố gắng hơn gấp bội, gấp trăm lần nữa để cho bạn ấy những điều tốt nhất. Vì bạn ấy đã hy sinh quá nhiều cho mình rồi, chàng trai Thanh Hóa bộc bạch. Anh luôn chắc chắn rằng trong tương lai sẽ cùng bạn gái tiến xa hơn nữa để đền đáp lại tình thương chị dành cho anh. TikToker Minh Lâm tố quán phở đuổi khách vì ngồi xe lăn. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện nam TikToker Minh Lâm bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn. Theo bài viết, Lâm cho biết đã cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội vào ngày 12 tháng 1. Khi người yêu nhờ nhân viên quán bế anh lên bậc tam cấp thì đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đáp trả lại Vũ Minh Lâm, mới đây, quán phở trên đã cho trích xuất lại camera. Đoạn băng ghi hình cho thấy nhân viên tại quán đón tiếp niềm nở, không hề có hành động đuổi khách. Chủ quán phở gà Lâm trên phố Nam Ngư xác nhận Minh Lâm là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối. Vài ngày trước, Lâm cùng bạn gái đến quán. Do lối vào nhỏ, trời mưa, chủ quán cho hay đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang. Lâm và bạn gái ngồi bàn đầu tiên, sau lưng chủ quán, cạnh khu vực cân thịt gà. Bà chủ quán hơn 70 tuổi nhắc nhở anh lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn bán hàng. Trong khi đó, chị Thúy, cháu dâu của quán phở cho biết bác gái là người khó tính, cách nói chuyện có thể không khéo léo, nhưng không bao giờ miệt thị người khuyết tật. Có thể bạn ấy nhạy cảm quá nên cảm thấy thái độ và cách nói của bác theo chiều hướng khác, bạn bị hiểu lầm thôi chứ không có gì cả. Lâm đơn giản chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm không tốt của bản thân lên mạng xã hội, nhưng vô tình lại bị CDM lấy khiếm khuyết ra để tấn công. Chúng tôi mong muốn sự việc dừng lại tại đây để cả hai bên không bị ảnh hưởng, chị Thúy chia sẻ thêm. Về phía dân mạng, sau khi đoạn clip được trích xuất, ngay lập tức họ quay sang chất vấn chàng trai đi xe lăn. Nhiều người cho rằng anh chàng đang làm nội dung bẩn khi cố tình đâm đặt cho người khác để câu view. Trước phản ứng dồn dập từ mạng xã hội, TikToker Vũ Minh Lâm lúc này đã khóa trang fanpage cá nhân đồng thời ẩn bình luận trên kênh TikTok của mình. Hiện tại, nam TikToker Vũ Minh Lâm không chỉ nhận mưa phẫn nộ từ dân mạng mà còn bị các nhãn hàng, đơn vị booking từ chối hợp tác quảng cáo. Còn về quán phở gà Lâm ở Nam Ngư, sau cơn bão thị phi thực khách kéo đến thưởng thức càng đông, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Có người là khách quen, có người lần đầu đến, có người ở ngay gần và cũng có người ở xa, vì nghe tiếng trên mạng xã hội nên muốn đến ăn thử. Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh. Đúng, sai thế nào sẽ sớm có câu trả lời. Ngoài ra,
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết đơn vị đang xác minh thông tin một TikToker chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị hai quán phở đuổi vì ngồi xe lăn. Nghi vấn xe lăn vlog chính là em trai cô giáo ngữ văn Thanh Hoài Thanh. Mới đây, cộng đồng mạng tìm ra bằng chứng nghi TikToker Vũ Minh Lâm chính là em trai cô giáo ngữ văn Thanh Hoài Thanh nổi tiếng một thời. Nghi vấn xuất phát từ việc ô giáo Thanh Hoài Thanh từng đăng tải câu chuyện chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn và cậu em trai bị tai nạn năm 1997. Được biết, cậu em đã bị liệt toàn thân, hiện tại phải ngồi xe lăn. Hoàn cảnh gia đình thời điểm đó lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn khi chạy chữa mỗi ngày cho cậu em trai. Thông tin này khiến cư dân mạng càng bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa TikToker Vũ Minh Lâm và cô giáo nổi tiếng. Hiện cô giáo đã khóa bình luận trên TikTok để tránh công kích từ phía cư dân mạng, nổi lên như một hiện tượng mạng. Cô giáo Thanh Hoài Thanh với biệt danh cô giáo TikTok từng một thời bị đài truyền hình Việt Nam réo tên cùng các học sinh từng học cũng lên tiếng phốt cô khi tự xưng lên mạng giảng dạy các điều không hợp lý. Lệch lạc khi có những phát ngôn đi vào lòng đất như bản năng đàn ông là tham, đàn bà phải lăng lơ. Mẹ nói có sai đi nữa cũng phải nghe và làm theo. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.